Một ta sẽ có cặp đấu là Chiến và Đống Đa, trong khi đó khúc C2 đó là Đông Đô gặp Ngọc Hồi, và khúc C3 sẽ là Xuân Đình gặp Yên Hòa. Và trước khi các trận đấu diễn ra thì xin mời tất cả quý khán giả hãy dành cho 6 đội bóng một tràng vỗ tay thật lớn đâu ạ. Đổ bóng dẫn thì kể cả hai đội đều có những cầu thủ trong đội hình của mình. Họ là những cầu thủ thi đấu với nhau nhiều năm và đã được. Bên phía ta Đống Đa chúng ta thấy một thể tập thể đồng đều, nhưng còn đó bên phía phòng thủ Hoàn Kiếm lại có những cầu thủ gia tăng kinh nghiệm. Tiền đạo Ngọc Thương là trong tiền đạo rất xuất sắc bên phía Hoàn Kiếm. Trong khi đó tại giải đấu năm nay thì Hoàng Phong đã thi đấu cho cầu thủ Hoàn Kiếm, và đây cũng đã bổ sung chất lượng cũng như sự kinh nghiệm tại khu vực trung tuyến của giữa sân cho cầu thủ Hoàn Kiếm. Ngày hôm nay một đội sức Dương Tiến Long một trong những cầu thủ đã kinh nghiệm sẽ hết sức thú vị tại sân đấu của bán kết C1. Trong khi đó đội chủ Hoàng Thanh thực sự là một lãng tử trên sân bóng với lối chơi hào hoa. Sút tái đẩy rồi, có gì đâu tìm người mà không làm thế. Đến đây đến đây Hoàng Kiếm nổi danh với rất nhiều những danh nam trong cạnh cùng Hoàng Văn Hoàng, và đương nhiên trong đội hình của Hoàng Kiếm thì những cầu thủ hào thủ của họ có một cách riêng của mình, và không dĩ nhiên là Hoàng Kiếm đã đến tới trận tám kết của C1 trong những giải đấu cao nhất của Liên Quan 9497, và cũng thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cổ động viên đã đến với sân. Chúng ta được gặp những người bạn, và quan trọng nhất là chúng ta được chia sẻ đam mê. Nhìn những chàng trai đã qua bước qua tuổi 40 thì là một chiến sân hết sức tuyệt vời. Rõ ràng Hoàng Kiếm rất lớn. Em chào đi. Cơ hội cho riêng mình thì trận đấu đã diễn ra. Em chào sang ra. Chắc
chân nó phà nhất định nó phà phạm lỗi. Ta thấy tiền đạo Mộc Thương đã xử lý hết sức tinh tế trong tình huống vừa rồi. Và cho chúng tôi biết những cổ động viên của Đống Đa các bạn đâu rồi. Và cho chúng ta gửi lời chào đến cổ động viên của Hoàn Kiếm. Hết sức tuyệt vời. Trận bán kết của C1 của giải đấu danh giá của Liên Phá 9497 đang diễn ra rất hay. Và rõ ràng Hoàn Kiếm không thể dễ dàng để cho đủ Đống Đa lớn nhất. Và ngay bây giờ họ sẽ có một pha đá phạt rất nguy hiểm. Và đã có tiếng xin còi đến từ anh Hoàng Xuân. Và cùng xem các cầu thủ Hoàn Kiếm sẽ xử lý ra sao cho những cú pha phối hợp này. Nhiều khả năng sẽ là một pha chuyền bóng. Không thành công. Đường truyền đã đánh được toàn bộ hàng rào bên phía của chúng ta. Nhưng người dứt điểm vừa rồi số 6 là có người đã không dứt điểm thành công. Với những chuyện đi tham gia chạy bền thì anh Toàn tham gia chạy 42 cây. Tại sao xin tài nhưng chúng ta nên nhớ Đống Đa là một cảnh có rất nhiều ngôi sao. Đã là trận bán kết, chỉ là một thắng trong cuộc đối đầu ngày hôm nay thôi thì chắc chung kết sẽ mới gọi. Thì đó chúng ta sẽ có những cảm xúc hết sức tuyệt vời. Cuối cùng mùa giải trôi qua chúng lại ta lại chờ đợi. Nhưng với mỗi một trận chung kết thậm chí một trận bán kết thôi, hiện nay hết sức từ cảm xúc chúng ta thấy các cầu thủ đang thi đấu hết sức tập trung. Quan trọng nhất là chúng ta cần thi đấu fair play. Và quan trọng hơn nữa, ngoài trận bóng của chúng ta là những người bạn đồng liên đồng khóa. Và quan trọng hơn, chúng ta đến đây để chia sẻ với kinh nghiệm của mình thì Tiến Đông là một cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm thân mạng, chỉ có
có giải đấu của những khóa 9-7 mới khiến cho anh trở lại một giải đấu đỉnh cao như vậy. Thank you.
là chính đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey!
Thank you.
anh người đặc biệt đó em. Tùng ơi, vừa thôi, Tùng một thằng ấy đi, mẹ bắt tập công ấy. Đấy, tôi đừng lên, Tùng chạy cái này vào. Tùng phạt bảo vệ xin kê một tập trung nha. Đứng lên xe trước vòng lên để cho Khánh đằng sau. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng Tôi đây, anh đây, 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 không, đâu tiêu, anh ơi, anh ơi, anh ơi, tài ơi, tài đi, lên, lên, như vậy hiệp hai các trận đấu đã
và để động viên các cổ động viên cảm ơn chỉ mời tất cả quý khán giả hãy để các thủ một trăm ngón tay thật lớn ạ. Chân lộ chuyên môn của trận đấu các trận đấu trước đây số cho đến lúc này vẫn đang không đều, mắt từ đã có cơ hội về cả phía của một của thiên lành hoặc phía các người khác. Bình ơi, Bình ơi, Tùng Huy đây, Bình, Bình. Ở đây không ai để đây, ở đây. Một ai là bước. Và thấy họ đang không quản lý đến lâu để đang phải nhiều khối bóng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hold it!
đều bóng lên, đẩy lên, đẩy lên. Đúng rồi, xong bắt cùng. Đúng rồi, xong bắt cùng. Mọi mình lên. Vào luôn, vào luôn. Vào. 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 Hưng Đạt ơi, Hưng Đạt, Hưng Đạt,
Thank you.
lấy nước đi, lấy nước đi. Tôi thấy đéo làm được cái điểm gì làm được rồi. Chụp tay, chụp tay. Em bảo bỏ nước ra ngoài không được phép uống nước trong sân đấy nhá. Mất bàn đi. Đấy. Tập trung, tập trung, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rồi. 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 Tao ơi, tôi đuổi con đi, tao ơi! Tao ơi, tao đuổi con đi! Tao đuổi con đi! Tao đuổi con đi! Đuổi! Tao! Đuổi đi, lại xin mấy xin đi anh! Thôi, chúng ta! Thôi, rồi! Làm gì có thẻ thôi! Có bên nào đấy? Thẻ đấy! Bánh ơi! Bánh vào, bánh vào, bánh vào! Bánh vào, bánh vào! Bánh vào, bánh vào! Bánh vào, đây 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 hai cất bóng là về về. Nhẹ lên rồi xiết luôn đi, nó chưa chạy, xiết luôn đi. Xiết luôn chứ. Lên thế. Về đi cho nên không sao đâu, về đi. Chút chắc một tí đi. Luôn luôn vào luôn. Luôn luôn luôn. Luôn luôn. Trường ơi! Trường! Trường ơi! Trường! Trường!
27 triệu. Đây, quyết tâm muốn ra hai đấy. Hai rào, hai rào, hai rào vào, hai rào. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đừng quay lên, đừng chặt lên. Qua chạy ra ngoài. Tốt lên, lên đi, lên đi. 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 Treo vào cột 2 anh Hoàng ơi. Hải ơi, bình tĩnh Hải ơi. Đừng đi đây. Đang giữ người, đừng để mất người. Hải ơi, nhanh mình ra ra. Hùng ơi, Hùng ơi. Cá biên, quanh vào. Trên này cơ mà. Quanh vào được. Ta có cá chân, chân trái có cá được không? Đang quanh cá đấy. Cá biên anh em, bóng lên, bóng lên. Đây là cột 2 đây, Hải ơi. Đây là cột 2 đây. Mọi người, ba quả được chú 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 Chấm, số 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92
tròn đây. Mình đang thiếu người đấy. Làm gì cắm một chút. Cắm ra, cắm ra, cắm ra. Cắm ra. Tập trung vào!